Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuần Cap video ngày hôm nay. Hôm nay là chiều ngày Chủ nhật tại Hoa Kỳ ở Việt Nam. Các bạn đã bước qua đầu tuần ngày thứ hai rồi. Và trong video này đó chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem là chúng ta có những cái sự kiện lớn nào tuần này chúng ta cần phải quan tâm đến. Tại vì tuần vừa rồi đó là một tuần mà cực kỳ sôi động các bạn. Và chúng ta cũng thấy được là giá của Bitcoin đó cũng rất là dao động với những cái tin tức như là liên quan đến Fed và chúng ta cũng đã thấy được là tuần vừa rồi là một trong những tuần hiếm hoi từ khi mà có Bitcoin Spot ETF đến bây giờ mà chúng ta có dòng tiền âm thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem tình hình bây giờ như thế nào trước khi mà chúng ta bước qua tuần mới cũng như là chúng ta cũng sẽ cùng nhau chung bình giá account demo các bạn các bạn đã biết là mỗi tuần đó thì vào ngày chủ nhật chúng ta sẽ cùng nhau chung bình giá account demo đây là một cái account mà chúng ta đã cùng nhau tạo cách đây khoảng chừng là hai năm thì bây giờ đây account đó ra sao rồi các bạn khi chúng ta trung bình giá hai năm qua cũng như là những tin tức nổi bật khác và nhất là một cái thông tin đến từ châu Âu các bạn Và chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi Thì các bạn đã nhìn thấy được là ngày hôm nay đã giá Bitcoin rất là tốt Chúng ta bây giờ đã trở lại cái mức là hơn 67.000 đô rồi các bạn Hôm nay đó thì giá Bitcoin vừa theo con cách đó đã tăng tổng cộng là khoảng 4.5% Và tổng số vốn hóa đó chúng ta đã trở lại cái mức là gần 2.7 nghìn tỷ rồi Và ngày hôm nay đó thì nhìn chung thị trường là một màu xanh các bạn Rất là ít màu đỏ Ngoài trừ trên màn hình chúng ta thấy chỉ có gala là âm 2.7 mà thôi Còn lại đó lại là một Màu xanh các bạn và chúng ta lại thấy những cái meme hồi lại tăng trưởng 21.7% chỉ đồng WIF các bạn, BON tăng 8% và nhiều những đồng khác nữa cũng có sự tăng trưởng thì hôm nay là một ngày mà có thể nhiều bạn cảm thấy là vui hơn sau khi chúng ta đã bị vui dập mấy ngày qua các bạn. Nhưng mà chúng ta trước hết thì hãy nhìn vào tình hình chung thì các bạn hãy nhìn vào hợp đồng tương lai hiện bây giờ thì không thay đổi nhiều các bạn chúng ta nhìn thấy được là cả ba chỉ số chứng khoán đó thì hiện bây giờ hợp đồng tương lai không có thay đổi nhiều so với lại cái mức kết thúc vào ngày thứ sáu và chúng ta nhìn vào hợp đồng của dầu đó thì các bạn nhìn thấy được là cũng không có gì thay đổi khi mà mở cửa ngày hôm nay ở mức là 80 đô và 84 cent cho một thùng dầu chúng ta hãy xem câu này trong tuần này đó hợp đồng của dầu có trở về cái mức là dưới 80 đô hay là không và đó là cái mức chúng ta cũng đã biết trong dòng cả năm qua rồi và nếu như các bạn muốn tiếp tục thấy phần trăm lạm phát có cái xu hướng giảm đó chúng ta không muốn có giá dầu tiếp tục tăng lên nữa và bây giờ đó thì vẫn coi như trong phạm vi là ổn định các bạn Cũng vẫn là cái phạm vi là 80 đô hiện tại Còn về hợp đồng của vàng đó thì cũng không thay đổi nhiều so với ngày thứ sáu các bạn Chúng ta đang ở mức là 2.168 đô cho một ounce vàng Coi như là mức cũng rất là cao rồi các bạn Chúng ta đã biết là tuần vừa rồi đó hợp đồng của vàng đã lên tới cái mức cao kỷ lục Sau khi mà chúng ta có cái thông tin đến từ chủ tịch John Powell của Fed Là Fed vẫn nghĩ đến là khả năng sẽ giảm lãi suất 3 lần năm nay Khiến cho chúng ta nhìn thấy được là thời điểm đó đó hợp đồng của giá vàng đã tăng lên tới mức là 2.000 đường zoom và các bạn thấy rõ ràng hơn là ở mức là 2.212 đô các bạn và cùng lúc đó chúng ta cũng nhìn thấy là những cái chỉ số như là chứng khoán ở Hoa Kỳ đó chúng ta có chỉ số Dow Jones và chỉ số S&P 500 cũng đạt đến mới và chúng ta thấy giọng điệu của chủ tịch John Powell thì cũng là khá chắc chắn là chúng ta sẽ có một cái đợt hạ cánh mềm mà không có suy thoái tài chính và điều này đã khiến cho thị trường rất là hào hứng hiện bây giờ các bạn và chúng ta cũng thấy được là sau đó đó thì giá bình khôi cũng đã có một cái sự hồi phục trở lại tới mức là khoảng chừng 68.000 đô. Từ cái mức thấp đó, một ngày trước đó là chỉ có là 60.800 đô mà thôi. Các bạn có thể thấy được là những gì mà Chủ tịch John Powell nói đó ảnh hưởng đến dòng tiền và ảnh hưởng tới tất cả tài sản. Mà đương nhiên crypto cũng ngoại lệ các bạn. Nhưng mà sau đó chúng ta thấy được là giá của Bitcoin đó thì đã không có đứng vững ở cái mức cao giống như chúng ta đã từng nhìn thấy những chỉ số của chứng khoán Hoa Kỳ hay là giá vàng các bạn mà lại tiếp tục có sự điều chỉnh xuống cái mức là khoảng 62.000 đô vào ngày thứ sáu các bạn trước khi mà chúng ta có một cái sự hồi phục tiếp tục bây giờ đã trên 67.000 đô rồi và cái sự điều chỉnh này đó thì cũng không có tin tức gì lớn các bạn ngoại trừ chúng ta đang chứng kiến là tuần vừa rồi là một trong những tuần mà chúng ta lại có cái dòng tiền âm các bạn nghĩa là tiền rời khỏi những quỹ con Smart ETF nhiều hơn là nạp vào. Chúng ta sẽ nói tới chi tiết Điều này một lát nữa. Ngày hôm nay đó thì chúng ta đã thấy được cái thông tin đó chính là Tổng thống Joe Biden đã chính thức ký cái gói chi tiêu là 1,2 nghìn tỷ đô la cho ngân sách chính phủ. Chúng ta cũng đã nói tới điều này vào ngày thứ Sáu các bạn và ngày thứ Bảy, à, lúc đó chúng ta cũng đã biết là cái gói à, chi tiêu này đã được thông qua hạ viện rồi sau đó đến thượng viện thì mới đầu cũng có chút xíu trục trặc các bạn nhưng mà sau đó đó thì thượng viện cũng đã thông qua và Tổng thống Joe Biden cũng đã ký, có nghĩa là đây đã là trở thành sự thật rồi các bạn. Chúng ta thấy được là cái chi tiêu 1,2 22.000 tỷ này đó thì chỉ để đủ để cho chính phủ Hoa Kỳ chi tiêu đến tháng 10 mà thôi các bạn. Chứ không phải là trong vòng mấy năm tới đâu. Chỉ trong vòng từ đây đến tháng 10 mà thôi mà cần số tiền lớn như vậy. Và thường đã từng chia sẻ với các bạn đó chúng ta bây giờ đã nghe con số nghìn tỷ đô la đó. Chúng ta cảm thấy là cũng rất là bình thường nhưng mà không phải đâu các bạn. Cách đây chỉ vài năm thôi. Hồi năm 2020 đó lần đầu tiên chúng ta nghe nói con số lớn như vậy. Đó chính là cái gói cứu trợ liên quan tới dịch bệnh ở Hoa Kỳ. Chúng ta lần đầu tiên nghe nói con số là 1.000 tỷ đô la Rồi sau đó chúng ta nhìn thấy được là nhiều quốc gia khác đó cũng có những cái gói cứu trợ Lên tới là cả nghìn tỷ đô la các bạn rất là nhiều luôn Thì câu hỏi là tiền đó từ đâu mà ra Các bạn cũng đã từng thấy chia sẻ đó Những cái quốc gia phần lớn đã đang có rất nhiều nợ công hiện tại Và lý do tại sao họ có nợ công đó là tại vì Họ chi tiêu nhiều hơn là con số thuế thu về các bạn Có nghĩa là rất nhiều quốc gia lớn bây giờ Họ đang ở trong tình trạng là thâm hụt ngân sách Thì khi mà có những cái sự kiện lớn xảy ra như chúng ta nói tới là khung quản tài chính của năm 2008, bong bóng com của năm 2000 và đương nhiên gần đây nhất đó chính là liên quan đến dịch bệnh các bạn. Thì những cái tiền cứu trợ đó từ đâu mà ra trong khi mà những năm bình thường thì nhiều quốc gia họ đã trong cái tình trạng là thăm hộ ngân sách rồi. Thì câu trả lời đó là đương nhiên là in ra là các bạn. Một cách này hay một cách khác đó thì tiền lại được in ra và bơm vào trong thị trường. Cho nên khi mà nhìn lại đó các bạn cũng đừng cảm thấy là quá bất ngờ khi mà tất cả tài sản nó so với cách đây khoảng chừng 4 năm đã tăng rất là nhiều rồi các bạn tăng một cách kinh khủng luôn tại vì có nhiều tiền hơn trên thị trường khi mà chúng ta có nhiều tiền hơn mà tài sản cũng như vậy dẫn đến giá tài sản tăng và đương nhiên một chương lời tài sản đó, đó đó chính là bitcoin các bạn hồi lúc mà dịch bệnh xảy ra đó các bạn nhớ giá bitcoin lúc đó giảm xuống nó thường nhớ còn có năm ngàn mấy trăm đô mà thôi và ngày hôm nay 4 năm sau chúng ta đang nói tới giá bitcoin mức là sáu mươi bảy ngàn đô cho các bạn nhìn thấy được là cái sự tăng trưởng nó đã như thế nào rồi và các bạn nhìn vào những cái tài Tài sản khác như là bất động sản, như là vàng hay là cổ phiếu đó thì phần lớn đều tăng hết các bạn. Ít ra ở Hoa Kỳ là như vậy và đây cũng là một thông điệp mà thuận cố gắng truyền tải năm nay qua đà với các bạn. Đầu tư và lưu trữ tài sản là cách duy nhất các bạn có thể bảo vệ cái lực mua của mình bảo vệ sức động của các bạn tại vì khi các bạn làm việc đó, cho dù các bạn làm việc ngân hàng hay là làm việc văn phòng hay là làm việc chân tay đó thì tới cuối cùng các bạn cũng phải bán thời gian các bạn cũng phải bán sức lực của mình để đổi ra thành một cái gì đó các bạn có thể lưu trữ nói một cách khác các bạn đánh đổi thời gian và sức lực của mình bây giờ để đổi thành một cái gì khác có thể dùng sau này các bạn đó là một cách mà các bạn lưu trữ sức lực và các bạn lưu trữ thời gian của mình thì các bạn không muốn lưu trữ vào một cái gì đó mà nó mất giá theo thời gian khiến cho sức lực công sức của bạn bị hao mòn, bị mất đi cái lực mua theo thời gian. Và chỉ nói riêng ở Hoa Kỳ đó thì các bạn đã thấy được là cây nợ công ngày càng lớn hơn. Cũng đồng nghĩa là chúng ta thấy được là cái số lượng tiền cần phải trả cho nợ công đó đó số lượng tiền lãi đó lại càng tăng lên theo thời gian các bạn và điều này dẫn đến là lại phải vay mượn thêm nợ công đó là một cái vòng tròn mà mãi mãi lặp lại các bạn cách đây vài ngày rồi tôi đã chia sẻ thông điệp này rồi cho nên tôi sẽ không có lặp lại nhưng mà để thuận cho các bạn một ví dụ trong video này như bạn có thể biết là thuận dọn đến quận cam là vào năm 2018 và những người nào mà theo dõi kênh những năm trước đó đó các bạn đã biết là thuận sống và làm việc ở phố ở New York các bạn và trước đó cũng sống và làm việc ở nhiều tiểu bang khác nhưng mà trước đó nữa đó thì thuận sống phần lớn là ở quận Ventura ở Cali các bạn nhưng mà cái mà thuận muốn chia sẻ với các bạn là từ khi dọn được quận Cam đi lấy ví dụ gần đây nhất thì các bạn đã biết là thuận đang sở hữu quận Cam này là hai căn nhà nhưng mà lấy căn nhà đầu tiên thuận mua đi thì lúc đó đó là năm 2010 chính thường mua cái nhà ở quận Cam đó thì chỉ có 615 ngàn thôi các bạn. Đó là cái nhà đầu tiên thường mua ở đây. Và chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi thôi bây giờ đó là ở năm 2024 nghĩa là chỉ 6 năm sau thôi. Cái nhà đó đã đáng giá là gần cả triệu các bạn. Thì các bạn có thể nghĩ đi trong vòng chỉ có 6 năm ngắn ngủi thôi. Cái giá nhà nó đã tăng khoảng chừng là nói đơn giản là 400 ngàn đi. Thì các bạn là một người mà đi làm rồi tiếp tục để dành các bạn cực khổ, các bạn không dám ăn uống nhiều, các bạn không dám chi tiêu nhiều, các bạn làm bao nhiêu để dành thì các bạn để dành được một năm bao nhiêu tiền các bạn. Cứ cho là các bạn giỏi đi một năm các bạn để dành được là 20.000 đô thì để có thể mua được một căn nhà nói đơn giản là giá 600.000 đi thì các bạn cần phải đặt cọc đào xuống giả sử như là 20% đi cái đó là phần trăm căn bản nghĩa là 120.000 thì 6 năm các bạn dành dụm các bạn tiết kiệm 6 năm sau các bạn để dành được 120.000 đô các bạn rất là vui và các bạn chuẩn bị mua căn nhà đó nhưng mà căn nhà đó 6 năm sau đã là gần 1 triệu rồi các bạn có nghĩa là các bạn cần phải có cái số tiền down 20% nghĩa là 200 ngàn các bạn, 200 ngàn các bạn cần phải để dành thêm 80 ngàn nữa và tới lúc các bạn để dành được 80 ngàn nữa để có 200 ngàn, căn nhà đó đã đáng giá bao nhiêu rồi, thì hy vọng là các bạn hiểu tại sao mà nếu các bạn chỉ chú tâm vào tiết kiệm nên thì đó là một phần của cái bài toán này thôi các bạn cần phải có hai phần tiết kiệm rồi các bạn dùng tiền đó để làm gì các bạn ngoại trừ đầu tư ra các bạn không thể nào theo kịp cái sự tăng giá của tài sản dài hạn hết và thủ đang nói là đầu tư nói chung chúng ta có thể nói là đầu tư uh, chứng khoán đầu tư crypto đầu tư bất cứ cái gì nhưng mà rất nhiều người đây khi nói đến đầu tư thì họ lại lo lắng họ nói là ừ, ngay cả thị trường chứng khoán họ cũng không tin tưởng thị trường chứng khoán là bơm thổi rồi có nhiều lừa đảo vân vân nhưng mà đổi ngược lại đó nếu các bạn không đầu tư thì các bạn còn sự lựa chọn nào khác. Ngoại trừ để các bạn giỏi làm ăn thì các bạn cũng đang đầu tư vào bản thân của mình. thì để cuối cùng đó các bạn cũng không thể nào mà để dành tiền rồi ngồi đó chờ đợi một ngày nào đó số tiền các bạn tăng lên được các bạn. tại vì lạm phát sẽ ăn mòn sức mua của bạn nếu như bạn không làm gì với cái số tiền đó. Rồi chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói tới một số những cái tin tức khác đi. Chúng ta bây giờ hãy chú tâm đến xem coi là tuần này đã có những sự kiện lớn gì. Tuần vừa rồi đó là một tuần mà đầy giông bão rồi các bạn, đầy thông tin, đầy sôi động. Tuần này thì sao? Tuần này đó thì trước hết các bạn có thể nhìn thấy cái lịch trình thì có rất nhiều màu đỏ trên màn hình. Thì những màu đỏ này đại diện cho một quan chức của Fed sẽ phát biểu. Tại vì sau khi mà tuần vừa rồi đó chúng ta thấy được là Fed công bố lãi suất rồi chủ tịch John Powell phát biểu thì bây giờ đến lượt một số những quan chức của Fed chia sẻ các nghiệm cá nhân của mình nhưng mà đến cuối cùng đó thì cái tiếng nói mà có trọng lượng nhất đó chính là đến từ chủ tịch Fed John Powell các bạn thì để các bạn thấy được một số chi tiết đó thì chúng ta Hãy nhìn vào ngày mai ở Hoa Kỳ đi ngày thứ hai thì chúng ta có chủ tịch Fed ở Atlanta đây là cái chủ tịch địa phương các bạn thì chủ tịch Fed ở khu vực Atlanta Raphael Bostic sẽ phát biểu rồi cũng cùng ngày đó chúng ta cũng sẽ có chủ tịch Fed ở địa phương Chicago là Austin Gusby cũng sẽ phát biểu và chúng ta cũng có thống đốc Fed là Lisa Cook cũng sẽ phát biểu các bạn ba người sẽ phát biểu vào ngày mai hãy xem câu họ đã nói những gì các bạn có trùng khớp với là những gì chia sẻ bởi John Powell hay là không ngày thứ ba đang một ngày sau đó thì chúng ta có chỉ số giá nhà S&P Shiller. thì đây là cái chỉ số giá nhà căn bản thôi các bạn hãy xem coi là trong 20 thành phố lớn ở Hoa Kỳ đó thì giá nhà tăng hay là giảm ngày thứ tư đó chúng ta có thống đốc Fed là Chris Waller phát biểu và ngày thứ sáu đó là cái ngày quan trọng nhất các bạn chúng ta có PCE và đây là cái phần trăm lạm phát đây là cái chỉ số mà chủ tịch John Powell quan tâm đến chúng ta có hai chỉ số lạm phát như các bạn đã biết thứ nhất đó là chỉ số phần trăm lạm phát PCI và thứ nhì đó chính là PCE hai cái này nó cũng gần như tương tự với nhau nó chỉ là hai cái tính khác nhau mà thôi các bạn và cái xu hướng nó đều là giống nhau, nhưng mà chủ tịch Jerome Powell lại quan tâm đến PCE nhiều hơn. Thì uh, ước tính là 2.5% các bạn. Nhưng mà tháng trước đó là 2.4, có nghĩa là cũng tương tự như là PCI đó, khả năng chúng ta thấy được là lạm phát nó sẽ tăng nhẹ là một chút. Còn về core PCE, có nghĩa là phần trăm lạm phát mà không tính lương thực và năng lượng đó thì uh, bằng với lại tháng trước đó, đây là ước tính hiện bây giờ ước tính là 2.8, tháng trước đó là 2.8. Các bạn thấy được đây cũng là một trong những mấu chốt mà nhiều người khó hiểu trong cái cuộc họp báo của chủ tịch chọn power trước đây à, một tuần đó là tại vì à, các bạn đã thấy là phần trăm lạm phát đúng là đã giảm nhiều so với năm trước đó nhưng mà tốc độ giảm bây giờ đã hầu như đã chậm lại và thậm chí tháng này là tháng mà chúng ta lại thấy là không giảm nữa thì đối đầu với những tin tức này đáng lý đầu là chủ tịch Trọng phải nhiều hầu hơn nhưng mà không các bạn chủ tịch chọn Pau lại bồ câu hơn và lại đưa ra những cái nhận định là fed sẽ giảm lãi suất năm nay <laughs> hầu như là bất chấp tình hình như thế nào fed vẫn sẽ giảm lãi suất tại vì ông tin là lãi suất bây giờ đã đủ rồi nhưng mà thật ra chúng ta đều biết năm nay là một năm mà fed không muốn giảm cũng rất là khó tại vì áp lực đến từ thứ nhất là ở bên nhà trắng các bạn tại vì các bạn biết là bộ tài chính thì họ cần phải đi vay mượn bán công trái phiếu và nếu như mà lãi suất của Fed ở mức cao thì cái tiền lãi lại phải trả sẽ cao cho nên đó là điều mà họ không muốn thứ nhì nữa năm nay là năm bầu cử của tổng thống các bạn và đương nhiên ở bên chính quyền của tổng thống Joe Biden là đang ghi áp lực để Fed giảm lãi suất các bạn tại vì Fed giảm lãi suất thì người dân có thể vay mượn với cái mức thấp dẫn đến là họ có thể mua nhà mua xe hay là mở cửa làm ăn được cho nên lãi suất thấp đó thì có lợi tới người dân sẽ khiến cho người dân vui hơn và đương nhiên đó là một áp lực áp lực cũng đến từ quốc hội các bạn tại vì rất là nhiều người quốc hội đó họ cần phải tranh chiếc ghế của họ năm nay và nếu như mà lãi suất cao như vậy ảnh hưởng tới cuộc sống người dân thì sẽ không tốt cho họ cho nên các bạn thấy được là áp lực đến từ khắp nơi và đương nhiên forward muốn làm phát giảm để cho dòng tiền chảy vào trong thị trường cho nên chúng ta hãy xem coi là trong tuần này ra ngày thứ sáu thì chủ cho John Powell cũng sẽ phát biểu hay xem coi ông có cái gì khác biệt so với tuần vừa rồi hay là không đó là những cái tin tức lớn trong tuần này các bạn sẽ là một tuần mà có nhiều sự sôi động Chúng ta bây giờ hãy nói tới tình hình của những quy con Smart ETF thì các bạn thấy được là đáng tiếc đó. Vào ngày thứ sáu tuần vừa rồi, đúng là chúng ta đã nhìn thấy cái hiện tượng là lực bán đến từ Rayscale đã giảm rồi các bạn. Ngày thứ sáu họ chỉ bán có khoảng chừng 170 triệu đô la mà thôi. Trong khi các bạn đã nhớ là cả tuần qua họ bán rất là nhiều. Bắt đầu đó là họ bán 642 triệu. Rồi ngày kế tiếp đó là giảm xuống còn 443 triệu ngày 19 tháng 3 rồi ngày 20 tháng 3 giảm xuống 386 triệu, ngày 21 tháng 3 giảm xuống 358 triệu và tới ngày thứ sáu chỉ còn 170 triệu mà thôi. Nhưng mà đáng tiếc cái lực thu vào cũng đã giảm xuống rồi các bạn. Chúng ta nhìn thấy được là cuối cùng đó thì BlackRock thu vào 18.9 triệu, rồi chúng ta có Fidel để thu vào con số tương tự là 18.1 triệu. Chúng ta vẫn âm là 51.6 triệu vào ngày thứ sáu nghĩa là cả tuần qua đó là một tuần mà chúng ta có dòng tiền âm từ Bitcoin Smart ETF nghĩa là cái số tiền vào ít hơn số tiền ra nhưng mà điều đặc biệt đó là các bạn nhìn thấy là ngoại trừ chúng ta có cái quỹ của Galaxy Digital đó là một cái quỹ mà lâu lâu lại có màu đỏ xuất hiện nghĩa là cái dòng tiền rời khỏi các bạn nhưng mà đó không phải là quỹ lớn chúng ta quan tâm quỹ lớn chúng ta quan tâm đó chính là bốn quỹ thứ nhất là BlackRock thứ nhì chính là Fidelity thứ ba chính là Ark Invest và thứ tư chính là Bitwise các bạn và bốn quỹ lớn này là bốn quỹ mà thu vào nhiều tiền nhất từ khi bắt đầu tới bây giờ nghĩa là ngày 11 tháng 1 tới bây giờ và chúng ta không thấy dấu hiệu là có màu đỏ xuất hiện có nghĩa là chúng ta vẫn thấy tiền được vào nhiều hơn là rút ra cho nên không có dấu hiệu là chút lời hàng loạt các bạn chỉ là lực bán đến từ Rayscale quá lớn mà thôi nhưng mà lực bán nó cũng đang giảm lại rồi các bạn bây giờ mức là 170 triệu mà thôi hãy xem coi là ngày mai đó lực bán sẽ nhìn thế nào nhưng mà nhìn chung đó, thì lực bán cũng đang cạn kiệt rồi và nếu tiếp tục như vậy thì chúng ta thì thấy được là lực mua một lần nữa sẽ áp đảo và cho dù nhiều bạn cảm thấy rất giọng tuần nhiều rồi nhưng mà các bạn nhìn xa hơn đó, các bạn zoom out các bạn mới thật sự thấy được là cái lực mua đến từ Bitcoin Spot ETF đã như thế nào rồi. Cái này là tính theo thằng tuần các bạn từ tuần 1 cho đến tuần 11 cho tuần vừa rồi đó. Thì chúng ta nhìn thấy được là màu xanh lá cây có nghĩa là chúng ta có thêm Bitcoin nạp vào những cái quỹ Bitcoin Spot ETF và màu đỏ nghĩa là tuần đó chúng ta có Bitcoin rời khỏi. Và trong trường hợp tuần vừa rồi đó đó là một trong những tuần hiếm hoi các bạn. Từ khi bắt đầu tới bây giờ đó đây là cái tuần đầu tiên mà chúng ta có cái số lượng Bitcoin rời khỏi nhiều hơn nạp vào và chủ yếu là đến từ Grayscale mà thôi các bạn còn là những tuần kia đó thì chúng ta nhìn thấy là toàn là màu xanh không và xanh rất là mạnh tuần này chúng ta hoàn toàn có thể thấy là màu xanh là xuất hiện khi mà tốc độ bán của Grayscale giảm xuống và cái nhu cầu thu mua vẫn còn và cái mà chúng ta nên hiểu ở đây đó là những người mà họ thu mua Bitcoin Smart ETF đó, phần lớn cũng là những người đầu tư thông thường thôi các bạn như là thùng về các bạn hiện bây giờ tại vì chúng ta chủ yếu vẫn đang trong giai đoạn 1 giai đoạn 2 đó thì chúng ta mới có là nhiều những cái tổ chức đầu tư họ tư vấn khách hàng của họ đi thu mua nhưng mà chúng ta vẫn chủ yếu trong cái giai đoạn 1 là những nhà đầu tư bình thường mà thôi họ tự tìm hiểu họ tự mua và giai đoạn 3 chúng ta nói tới đó chính là lúc mà Bitcoin được thêm vào trong những cái mô hình đầu tư Thì cái mà chúng ta nên hiểu là tâm lý đều giống nhau mà thôi Chứ gì các bạn là nhà đầu tư thông thường ở thị trường crypto hay là nhà đầu tư thông thường trong thị trường chứng khoán Tâm lý cũng giống nhau chúng ta bị điều khiển và chi phối bởi lòng tham và sự sợ hãi các bạn Khi mà giá xuống giống như chúng ta nhìn thấy trong vòng 2 tuần qua đó giá đã nguội lại Thì khiến cho rất là nhiều người đó họ lại lo lắng các bạn Họ nói là thôi À, cho dù mua đi nữa đó thì chờ giá xuống đi mà mua à, nhưng mà khi mà giá tăng các bạn lúc mà giá bitcoin đỉnh lúc mà cao thì tiền lại vào ảo à các bạn chúng ta nhìn thấy được những lúc mà giá bitcoin đạt đỉnh thì chúng ta có tới một tỷ đô la trong vòng một ngày thôi đi vào những cái quỹ này các bạn cho các bạn nhìn thấy được là cái sự FOMO mô mô và cái sự sợ hãi đó nó cũng là tâm lý chung cho tất cả mọi người. Rất rõ ràng chúng ta nhìn thấy được là cái dòng tiền đã chậm lại tuần vừa rồi. Trong khi tuần vừa rồi đó giá đã tốt hơn tuần trước đó. Nhưng mà nhiều người họ lại không mua các bạn. Trong khi mà giá tăng lên đó, thì họ lại đổ vào ao ạt. Và khi mà giá Bitcoin học phục lại tới một mức nào đó. Giả sử như trở về cái mức là 70.000 đô. Thì một lần nữa chúng ta lại sẽ thấy là tiền lại ảo ạt đổ vào những cái quỹ Bitcoin Spot ETF như thế này. Như là thường đã chia sẻ với các bạn đó. Chúng ta có thể nghĩ quỹ Bitcoin spot ETF đó, trong ngắn hạn nó không phải tốt và cũng không phải xấu nó là một cái kính phóng đại các bạn những gì xảy ra trong thị trường crypto nó sẽ phóng đại lên. Chẳng như trước đây đó chúng ta khi mà có tin tức tốt khi mà thị trường sôi động thì giá cả tăng tại vì nhiều bạn mua trong thị trường crypto này. Bây giờ chúng ta lại có thêm một nguồn tiền nữa nhưng mà họ mua Bitcoin spot ETF và gián tiếp thúc đẩy sự phát triển của giá Bitcoin các bạn. Và ngược lại khi mà có nhiều người lo lắng họ rút tiền ra khỏi thị trường crypto thì những nhà đầu tư trong ETF cũng có thể làm như vậy. Đó là ngắn hạn nhưng mà dài hạn nó đây cũng là cái số tiền mà chúng ta không có và một số sẽ vẫn ở lại và phát triển các bạn cũng giống như là trong thị trường crypto này dài hạn đó là một cái cánh cửa để chào đón nguồn tiền mà trước đây chúng ta không có cho dù là sau này có một số tiền rời khỏi khi mà tình hình không tốt nhưng mà vẫn sẽ có số tiền ở lại và đó là số tiền chúng ta không có trước đây đây là những gì mà thường đã chia sẻ với các bạn rồi thôi chỉ muốn lặp lại để các bạn có thể thấy được tình hình chung của Bitcoin Smart ETF như thế nào mà thôi. Tuần này nếu chúng ta tiếp tục thấy giá Bitcoin đã giữ vững và hồi phục từ từ và cái lực bán của Grayscale đã thực sự giảm như vậy thì lại là một tuần chúng ta sẽ có dòng tiền dương vào trong thị trường và trong lúc các bạn lo lắng thì không phải cũng lo lắng đâu chúng ta đã thấy là vào ngày thứ sáu đó lúc mà nhiều người thất vọng tại vì cái dòng tiền của bitcoin spot etf đó cuối cùng đã có nguyên một tuần là âm um, nhưng mà tới cuối cùng các bạn đã nhìn thấy được là có một tỷ đô la bitcoin đã bị rút ra khỏi những sàn giao dịch các bạn vào ngày thứ sáu các bạn có thể nhìn thấy được đây là cái hiện tượng là có một ai đó thu gom xong rồi họ đem ra khỏi sàn không phải ai cũng lo lắng đâu các bạn nhiều người đó thì họ nhìn đây như là một cái cơ hội và chúng ta có thể nhìn thấy là khi mà giá cả có sự điều chỉnh thì những chỉ số cũng sẽ điều chỉnh luôn chúng ta có thể nhìn thấy một chuyên chỉ số chúng ta quan tâm đó chính là cái phần trăm bịt không có lời trên class thì để hướng zoom ra xem của chúng ta đã có cái thông tin mới nhất ngày hôm nay hay là chưa thì các bạn nhìn thấy chúng ta đã chính thức rời khỏi cái vùng màu đỏ rồi nhưng mà chúng ta vẫn còn rất là cao các bạn với cái mức giá là 67.000 đô ngày hôm nay đây chúng ta đang ở cái mức phần trăm có lời là trăm, Cái này cũng hợp lý thôi các bạn tại vì nếu như nhìn vào lịch sử của Bitcoin đó thì trên 67.000 đâu có bao nhiêu thời gian đâu. Cho nên những ai mà đang lỗ hiện tại thì chỉ có những bạn nào mà mua trên mức giá 67.000 mà thôi. Chứ còn lại đó những ai mà mua dưới cái số đó đó thì đang có lời hiện tại Và chúng ta vẫn chưa thấy cái hiện tượng chốt lời hàng loạt các bạn. Đúng là đã có một sự chốt lời xảy ra bắt đầu là từ ngày 13 tháng 3 các bạn nhưng mà trên căn bản đó chúng ta vẫn đang ở mức rất là cao 93.76% đang có lời hiện tại nhất là những ai mà đầu tư dài hạn các bạn và Michael Saylor không quên nhắc nhở là từ lúc mà Michael Strategy thu mua Bitcoin đó chính là vào ngày 10 tháng 8 năm 2020 thì từ lúc đó tới bây giờ đó giá Bitcoin đã tăng 432% các bạn à, nhưng mà Michael Saylor rất là khôn không có tính luôn cái phần trăm tăng trưởng của Michael Strategy Stock các bạn cổ phiếu Michael sẽ tăng nhiều hơn nữa nhưng mà ông chỉ tính Bitcoin mà thôi thì uh, từ tháng 8 năm 2020 tới bây giờ các bạn nhìn thấy được là giá Bitcoin tăng 432% S&P 500 đó thì không bằng các bạn chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ chỉ tăng có 56% mà thôi chỉ số Nasdaq từ lúc đó tới bây giờ chỉ tăng có 50% vàng chỉ tăng có 7% thôi các bạn bạc đó thì giảm 13% và đương nhiên trái phiếu giảm 19% tại vì lãi suất tăng thì trái phiếu giảm các bạn không có gì có thì sánh bằng Bitcoin trong vòng bao nhiêu năm qua các bạn đương nhiên các bạn so sánh từ năm một đó, thì các bạn cảm thấy được Bitcoin dao động nhưng mà các bạn so sánh mỗi 4 năm mỗi 5 năm mỗi 6 năm mỗi 7 năm cho đến mỗi mười mấy năm qua đó thì Bitcoin là một tài sản mà không có tài sản nào có thể sánh bằng ở thời điểm hiện tại hết và chúng ta hay nói tới là Bitcoin là tài sản lưu trữ giá trị thì nhiều bạn cũng cười nói không gia độc như vậy và so với năm ngoái hay là cách đây vài ngày đó thì để giảm xuống thì làm sao là tài sản lưu trữ giá trị được thì cái đó là cái nhìn ngắn hạn mà thôi các bạn đương nhiên khi chúng ta nói tới tài sản lưu trữ giá trị là dài hạn hơn thì để các bạn có thể nghĩ đến một cái trường hợp gần đây nhất là lúc mà dịch bệnh xảy ra đi như thường đã chia sẻ đầu video đó thì đó là lúc mà tiền được in ra rất là nhiều chúng ta nói riêng ở Hoa Kỳ đi thì hàng nghìn hàng nghìn tỷ đô la được in ra các bạn khi mà dịch bệnh xảy ra vào hè của năm đó đó rất nhiều tiền đã được, được in ra nhiều gói cứu trợ và cũng từ đó là cái mầm móng cho cái sự lạm phát tăng cao cho tới bây giờ luôn thì nếu như mà các bạn so sánh những cái tài sản như là chứng khoán chỉ số S&P 500 chỉ số Nasdaq vàng à, thậm chí bất động sản và Bitcoin đó lúc đó giá là bao nhiêu và sau khi mà tiền thực in ra nhiều như vậy đó thì bây giờ giá là bao nhiêu thì tôi nói với các bạn là không tài sản nào có thể sánh ngang được với lại Bitcoin. Cho các bạn thấy được là Bitcoin là tài sản lưu trữ giá trị tốt nhất ít ra trong vòng 4 năm qua, trong vòng 6 năm qua, trong vòng 10 năm qua, trong vòng 15 năm qua các bạn. Nói tới Bitcoin đó thì chúng ta hãy nhìn vào account demo đi các bạn. Đây là cái account mà tôi các bạn đã cùng nhau tạo ra cách đây hơn 2 năm các bạn. Lúc đó là cái thời điểm cực kỳ ảm đạm trong thị trường này. Lúc đó là cái thời điểm mà Trước khi mà chúng ta có những cái sự sụp đổ lớn giống như là chúng ta nói tới Giống như chúng ta nói tới là BlockFi, Celsius và đương nhiên FTX Thì chúng ta đã bắt đầu account demo này đó Chúng ta trung bình giá mỗi tuần là 100 đô cho Bitcoin và mỗi tuần 100 đô vào Ethereum Cho nó đơn giản các bạn Một chiến lược cực kỳ đơn giản mà ai cũng có thể làm được Miễn là các bạn có một cái nguồn tiền ổn định mà thôi Có nghĩa là các bạn có thể đã có nguồn tiền từ chút lời trước đó Hay là có một cái nguồn tiền mặt hay là các bạn có một cái nguồn thu nhập thì các bạn có thể áp dụng chiến lược này nó cực kỳ đơn giản các bạn và thường lấy con số 100 đô cho nó chẳng và chúng ta đã bắt đầu trung bình giá lúc bịt kho là 46.000 đô xuống tới cái mức bịt kho chỉ còn 15.000 đô rồi trung bình giá ngược cho lên tới cái mức bây giờ các bạn không ngừng nghỉ tuần nào có là 100 đô và y cũng như vậy từ lúc mà Ethereum là khoảng 3 rưỡi rồi giảm xuống rồi lên tới bây giờ và không cần phải quan tâm đến giá thị trường như thế nào chúng ta cứ mỗi tuần đến giờ là trung bình giá 100 đô thì một bây giờ đó chúng ta nhìn thấy được là đang có lãi là 125 phần trăm các bạn chúng ta nhìn thấy được là tổng cái số tiền 100 đô mỗi một tuần cho Bitcoin và 100 đô mỗi tuần cho Ether đây thì bây giờ đang ở mức là gần 46.000 đô trong đó 25.594 đô đã là tiền lời rồi các bạn đang có lãi là 125% và con số này thì chia ra phần lớn lãi là đến từ Bitcoin các bạn 152% còn lại là 98% đến từ Ether thì hai cái này đó chia ra thì chúng ta mới có cái phần lãi là 125% thì hôm nay đó chúng ta cũng sẽ không ngoại lệ sẽ tiếp tục cùng nhau chung mình giá cái mình cũng muốn cho các bạn thấy được là khi mà thị trường tăng trưởng đó thì con số này nó có thể tăng lên là 300% trăm phần trăm là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra và chưa gì hết nó đã tăng 125% rồi và cái các bạn đang chứng kiến là 125% tăng cho tổng tài sản chứ không phải là một phần của tài sản hay là một lệnh đây là tổng tài sản tăng trưởng các bạn đây là có sự khác biệt rất lớn giữa trung bình giá tích lũy tài sản dài hạn và các bạn có một lệnh trade nó khác nhau rất là nhiều tại vì lệnh trade đó chỉ là một phần của tài sản mà thôi và một lệnh còn cái này là cả nguyên một tài sản luôn các bạn và chúng ta bây giờ hãy bắt đầu trung bình giá 100 đô cho Bitcoin đi thì tuần này đã giá Bitcoin hiện tại mức là 66.900 đô dần 67.000 đô hiện tại các bạn thì 100 đô không mua được bao nhiêu hết và để lặp lại đó thì các bạn đã biết là trung bình giá đó thời điểm tốt nhất đó chính là không phải là lúc giá lên mà chính là cái lúc mà giá xuống các bạn tại vì 100 đô cùng số tiền đó các bạn mua được nhiều Bitcoin hơn và ở cái mức bây giờ đó thì 100 đô chỉ có thể mua được là 0.00149 Bitcoin mà thôi thường sẽ bấm submit thì trên màn hình các bạn các bạn đã nhìn thấy được là hiện bây giờ đó chúng ta cũng đã thành công trung bình giá cho tuần này rồi. Và như bà cũng đã nhớ là chúng ta đã có lãi không phải là mới bây giờ rồi các bạn, chúng ta đã có lời cách đây khoảng chừng một năm rồi các bạn khi mà giá của Bitcoin đã trở lại cái mức là khoảng 20.000 đô thì chúng ta đã có lời rồi, không cần phải trở về cái mức chúng ta mua ban đầu tại vì khi mà giá xuống các bạn trung bình giá thì cái mức trung bình các bạn càng giảm xuống và khi mà giá tăng trở lên đó, thì các bạn không cần phải chờ cho đến trở về đỉnh để có thể có lời được. Chúng ta bây giờ hãy trung bình giá cho Ethereum đi thì cũng tương tự các bạn hiện bây giờ Ether là 3440 thì 100 đô đó chúng ta chỉ có thể mua được 0.029 Ether mà thôi chúng sẽ bấm submit thì coi như chúng ta cũng đã trung bình giá xong tuần này cho Bitcoin và Ether Chúng ta sẽ trở lại tuần sau để xem coi là account demo đến đâu rồi các bạn Và chúng ta bây giờ hãy tiếp tục nói đến một số những thông tin ở bật khác đi Thì các bạn đã biết là chúng ta đang đến gần sự kiện Bitcoin Haven Bây giờ chỉ còn có 26 ngày nữa thôi các bạn Không tới một tháng là đến Bitcoin Haven Thì đương nhiên nhiều bạn cũng muốn Thuần tiếp tục chia sẻ xem coi là tình hình Trước và sau Haven ra sao trước đây các bạn Thật ra chúng ta không muốn có nhiều những cái lịch sử đâu Tại vì đây là Bitcoin Haven lần thứ tư mới thôi các bạn đây chỉ mới lần thứ tư mà thôi lần đầu tiên chúng ta có Bitcoin Haven đó là năm 2012 rồi kế đó là năm 2016 và kế đó là năm 2020 và bây giờ là năm 2024 đây là lần thứ tư mà thôi cho nên chúng ta không có nhiều lịch sử và mỗi khoảng chừng 4 năm sẽ có một Bitcoin Haven các bạn và nó không có dựa theo năm mà nó dựa theo số lock và mỗi một lock đó thì khoảng chừng 10 phút cho nên ước tính là khoảng 4 năm cho nên chu kỳ bây giờ là khoảng 4 năm là như vậy nhưng bạn hỏi là tại sao chu kỳ của bitcoin lại là 4 năm cho đến bây giờ đó thì nó vẫn xoay quanh cái hiện tượng là bitcoin halving tại vì bitcoin halving bình khi mà nó xảy ra rồi thì cái số Bitcoin đạo được mọi lóc bị giảm đi phân nửa các bạn có nghĩa là cái nguồn cung mới bị giảm đi phân nửa và cứ như vậy sẽ dẫn đến cú sốc nguồn cung. Ít ra đó là hiện tượng chúng ta đã nhìn thấy là ba bình trước đó và lần này đó thì nhiều người nghĩ là cũng không ngoại lệ đâu và chúng ta có thể zoom vào để các bạn có thể thấy rõ hơn đây là một cái biểu đồ được chia sẻ bởi Puka Charge ở trên Trading View các bạn thì các bạn có nhìn thấy được trên màn hình đó thì mỗi một cái thanh gạch từ trên xuống dưới này đó đã chính là đại diện cho halving một, halving hai, halving ba và chúng ta chuẩn bị có bình lần thứ tư và các bạn nhìn thấy được là ở bên tay trái đó thì chúng ta có quanh nghĩa là một năm có nghĩa là đây là một năm trước halving và cái màu mà xanh dương đó là một năm sau hai bình thì các bạn có thể nhìn thấy được là mỗi một cây chu kỳ đó thì có một điểm giống nhau đó chính là một năm trước hai bình cho đến ngày hai bình thì giá tăng rồi một năm sau khi hai bình giá tăng trong thời gian ngắn hạn đó thì rất khó biết các bạn nhiều bạn nói là hiện tượng hai bình này có phải là giá thường sẽ giảm trước đó hay là giảm sau đó hay không thì không có một lịch sử nào gọi là ấn định hết các bạn chúng ta có thể nhìn thấy là cái ha bình lần đầu tiên là năm 2012 thì các bạn nhìn thấy rất rõ ràng đây là biểu đồ của nến tuần các bạn thì sau khi mà chúng ta có hiện tượng ha bình thì giá đi ngang rồi sau đó tiếp tục tăng và trước khi ha bình thì các bạn thấy bài tuần trước đó giá lại tăng chứ không phải là giảm ngược lại đó chúng ta có thể nhìn thấy được là năm 2016 đó thì trước khi mà ha bình khoảng chừng là ba bốn tuần thì giá tăng nhưng mà hai tuần trước khi hai bình thì giá giảm và giá tiếp tục giảm sau hai bình các bạn nghĩa là giảm khoảng chừng là cả tháng sau đó rồi chúng ta mới có sự tăng trưởng và năm 2020 mới đây đó hai bình lần thứ ba thì giá hầu như đi ngang rồi các bạn giá tăng vài tuần trước hai bình giá giảm trước đó rồi sau đó tăng vài tuần trước hai bình rồi sau đó đi ngang cho nên không có một cái lịch sử nào ấn định hết trong thời gian ngắn nhưng mà dài hạn thì có các bạn các bạn nhìn thấy được là một năm trước hai bình thì chúng ta có sự tăng trưởng và một năm sau hai bình so với cái mức giá lúc hạ bình tại tăng trưởng nhưng mà cái sự tăng trưởng đó là giảm đi theo thời gian chúng ta có thể nhìn thấy được là năm 2012 đó thì trước khi mà hạ bình chúng ta có cái sự tăng trưởng là 416 phần trăm và sau khi hạ bình là giá bịch còn tăng tới 7.715 phần các bạn rồi chúng ta thấy được là năm 2016 đó thì một năm trước hà bình cho tới cái giá hà bình tăng 110 phần trăm và sau khi mà có hai bình một năm thì giá tăng 283% mà chúng ta nói tới là sau khi hai bình một năm chứ không phải là cái đỉnh của chu kỳ đó các bạn và chúng ta nhìn thấy được là năm 2020 đó thì trước khi mà hai bình chúng ta có sự tăng trưởng là 76% rồi một năm sau khi hai bình đã tăng 423% thì hai bình lần thứ tư này đó rất là khó đón các bạn tại vì chúng ta nhìn thấy được là tuy là năm này qua năm nọ cái phần trăm nó giảm xuống nhưng mà nó cũng không có đồng đều giống như chúng ta nhìn thấy được là cái sự tăng trưởng một năm sau hai bình của lần thứ ba đó là cao hơn lần thứ nhì lần này thì sao thì rất là khó đoán các bạn nhưng mà ước tính dựa theo người này ở trên trading view và nhìn vào lịch sử đó thì người này nghĩ là chúng ta có khả năng là thấy bitcoin tăng 50% trước hai bình rồi tăng 200% sau hai bình các bạn thì uh, chúng ta nhìn thấy được là đây là cái ước tính trước khi mà có cái đường giá như là bây giờ và người này ra thì uh, cũng đã không đủ bonus các bạn tại vì giá bịch không bây giờ đã, đã tăng nhiều hơn 50% rất nhiều rồi các bạn có thể nghĩ là nếu như mà giá tăng 50% đó thì một năm trước hai bình giờ này để chúng ta có giá đâu đó là khoảng chừng hai mươi mấy ngàn mà thôi các bạn thì nếu chúng ta tính tăng 50% thì bây giờ là ba mấy ngàn mà thôi và trong khi bây giờ đây giá Bitcoin đã là 66 67 000 đô rồi và đã đạt cái đỉnh mới cách đây 2 tuần trước haven đó là lịch sử mới các bạn thì cái này còn đúng nữa hay không chúng ta không có rõ nhưng mà nếu chúng ta thấy là cái xu hướng vẫn là sau khi mà có hai bình chúng ta tiếp tục thấy cái cú sốc nguồn cung không những nó đến từ bitcoin spot ETF mà cái số lượng bitcoin mới được đào ra bị giảm phần nữa nó lại sẽ khiến cho giá tăng nhiều hơn nữa thì có thể là còn hơn 200% này nhưng mà cái mức giá hiện tại là 66.000 đô nên nếu chúng ta nói là tăng hơn 200% thì chúng ta đang tính cái mức giá là đâu đó khoảng chừng là hơn 190.000 đô đó các bạn ở một năm sau khi hai bình có nghĩa là vào tháng tư của năm đây là những cái ước tính dựa theo lịch sử mà thôi các bạn nghĩ sao các bạn có thể comment ở bên dưới các bạn nghĩ là đợt này đó thì nó sẽ khác những đợt khác tại vì hàng năm thì chúng ta thấy được là cái phần trăm nó giảm xuống nhưng mà lần này có Bitcoin Spot ETF cho nên giá Bitcoin đã đạt đỉnh mới nó đã phá vỡ những cái quy định trước đây thì sau khi Havin nó giá hoàn toàn có thể tăng nhiều hơn cả năm 2021 một năm sau Havin các bạn hãy comment ở bên dưới Chúng ta còn một vài thông tin lớn khác thông muốn chia sẻ với các bạn. Trên màn hình đó thì các bạn thấy được là chúng ta vẫn tiếp tục thấy hồi thứ sáu đó giọng điệu của chủ tịch uh, Gary Gensler của SEC thì vẫn như vậy, vẫn luôn có giọng điệu là kêu gọi những cái công ty crypto đó hay hợp tác với lại SEC. Nhưng mà vấn đề đó là khi mà đến hợp tác với SEC thì SEC lại sử dụng những thông tin đó để mà đi kiện những dự án đó. Cho nên SEC đó trên căn bản đó giống như là Medalman nói trên căn bản đó đang là một kẻ bully các bạn nghĩa là một người mà thích ăn hiếp người khác và đối đầu với một người mà đang hiếp người khác đó các bạn chỉ có hai lựa chọn mà thôi thứ nhất là các bạn đối đầu thẳng với người mà ăn hiếp đó Thứ hai là các bạn lựa chọn là lẫn tránh cho nên khi các bạn đủ sức để mà đối đầu. Đến phút cuối đó thì chỉ có một cách duy nhất là đối đầu với người mà thích ăn hiếp mình thôi các bạn. Và SEC là như vậy. Và trong trường hợp này đó là những công ty họ không thể cứ thuyết phục mà họ phải đưa SEC ra tòa các bạn. Bất cứ vụ nào cũng ra tòa và hầu như bây giờ người ta đã hiểu rồi các bạn. Khi mà SEC đến thì không nên thuyết phục chứ nếu không thì SEC sẽ dùng cái đó để tiếp tục tấn công những công ty khác. Chúng ta cũng thấy được là với cái sự tăng trưởng của giá gần đây đó thị trường thật sự đã sôi động lại trong vòng một năm qua rồi các bạn thì một trong những cái hiệu ứng đó chính là thị trường việc làm trong ngành crypto đó lại một lần nữa chứng kiến cái sự phục hồi và những công ty lớn trong ngành giống như chúng ta nói tới là Coinbase, Kraken, Binance cùng với các tập đoàn tài chính truyền thống như là Fidelity thì họ vẫn đang tích cực tuyển dụng người mới trong cái tình hình mà nhiều công ty tài chính bây giờ họ không có tuyển dụng các bạn nhưng mà crypto thì đang tuyển dụng cái trang web đó là cryptocurrencyjobs.co báo cáo cái sự tăng 50% về số lượng công việc được đăng từ tháng 1 đến tháng 2 và tiếp tục tăng thêm 45% vào tháng 3. Crypto Jobless cũng đã chứng kiến gần gấp đôi số lượng quảng cáo công việc so với năm trước đó. Hiệp hội Blockchain đại diện cho hơn 100 công ty lớn nhất trong ngành thì liệt kê hơn 1.700 công việc, tăng từ dưới 1.000 công việc một năm trước. Mặc dù là việc tuyển dụng chưa đạt đến đỉnh cao như là năm 2021 nhưng mà đã có một xu hướng tăng ổn định kể từ cuối năm 2023 các bạn. Thì thị trường sôi động lại có thêm việc làm cũng là điều dễ hiểu mà thôi nhưng mà việc làm trong thị trường crypto này ra thì cũng hên <laughs> xui đó các bạn tùy theo tại vì trên căn bản đó, chúng ta có thể nghĩ phần lớn trong thị trường này đó chính là những công ty khởi nghiệp mà những công ty khởi nghiệp đó, thì rủi ro nó rất là cao đó là điều các bạn nên hiểu chúng ta cũng có một cái thông tin cuối tuần này đó, cũng gây ra rất nhiều sự tranh cãi các bạn đó chính là thông tin đến từ châu âu thì châu âu đó đã ra cái quyết định thì quyết định của họ là gì các bạn quyết định của họ đó là bây giờ liên quan đến tiền mặt hay là bất cứ cái gì mà họ không có thể kiểm tra được thì họ nói là trên 3.000 euro sẽ bị cấm trong các giao dịch thương mại có nghĩa là các bạn không thể sử dụng tiền mặt hơn 3.000 euro để mà mua cứ thứ gì hết và giao dịch tiền mặt trên 10.000 euro sẽ bị cấm hoàn toàn trong những giao dịch kinh doanh và cái này đó, nó áp dụng luôn với một phần của crypto đó chính là những cái ví cá nhân các bạn thì những cái ví cá nhân đó hay là những cái ví tự quản là cái ví các bạn tự giữ khóa cá nhân của mình giống như các bạn sử dụng cái ví trust wallet Metamask hay là các bạn sử dụng ví lạnh thì đó là những cái ví mà các bạn tự lưu trữ khóa cá nhân có nghĩa là không ai biết người đứng sau ví đó là ai thì à, bây giờ đó châu âu cũng liệt nó vào những cái như là tiền mặt các bạn tại vì không biết danh tính thì cái luật này cũng áp dụng với những cái ví đó luôn có nghĩa là các bạn sử dụng ví mà trên máy điện thoại di động hay là máy vi tính hay là web browser đó thì đều sẽ bị ảnh hưởng bởi cái luật này ở châu Âu các bạn cái này nó chỉ áp dụng với châu Âu mà thôi thì cái quy định này đương nhiên không ảnh hưởng đến mua bán hay là đầu tư crypto Ai cũng có thể dùng ví tự quản để mà lưu trữ chứ không thể dùng để mình thanh toán mà thôi chứ không phải là cấm các bạn lưu trữ tiền trong ví tư nhân chỉ là các bạn không thể dùng cái đó để mà trả tiền trực tiếp hơn 3.000 đô mà thôi nếu các bạn là một người bình thường và thêm vào đó đó nếu các bạn muốn sử dụng crypto để mình thanh toán hơn 3.000 đô thì các bạn có thể sử dụng một công ty thứ ba như là một sàn giao dịch miễn là họ biết danh tính các bạn là ai mà thôi thì đó là cái quyết định đến từ châu Âu các bạn và quyết định này bây giờ đó họ dự kiến là có hiệu lực trong vòng 3 năm hay là sớm hơn có nghĩa là không phải ngay lập tức nhưng mà trong vòng 3 năm hay sớm hơn nữa thì sẽ áp dụng cho toàn châu Âu và có người ủng hộ có người không ủng hộ các bạn và phần lớn ở đây đó là chúng ta thấy nó ảnh hưởng tới tiền mặt luôn chứ không phải là chỉ riêng với crypto đâu các bạn và cái vấn đề rất là nhiều người nói đây đó là không có phải là người ta làm gì phạm pháp hết các bạn nhưng mà tiền người ta làm ra thì người ta cũng nên có một cái quyền tự do để mà sử dụng trong những cái dịch vụ miễn là dịch vụ đó đã được chính phủ cho phép rồi các bạn tại vì tất cả dịch vụ đó đều được chính phủ cho phép thì tại sao lại không có được sử dụng cái số tiền mặt lớn như vậy và trên căn bản đó nhiều người nói là cái này chỉ mượn danh nghĩa là chống rửa tiền mà thôi chứ còn đâu có ai mà rửa tiền mà mỗi lần rửa ba ngàn đô rồi các bạn cho nên nó cũng không hợp lý ở đây chủ yếu là tại vì muốn thu thêm thuế mà thôi chứ muốn quản lý người dân chi tiêu như thế nào đó là lập luận đến từ một bên bên kia thì nói là nếu như mà không có gì để mà che đậy thì cái luật này đâu ảnh hưởng đến bạn đâu thì đó là lập luận của bên kia các bạn nhưng mà bên còn lại đó thì lại nói bây giờ là như vậy nhưng mà sau này thì sao giống như là giả sử như các bạn là một người mà sống ở châu âu các bạn có người thân ở nước nga bây giờ người thân các bạn đang khó khăn khi bạn muốn gửi tiền nhưng mà lại không được chỉ vì người thân các bạn ở nước nga thì nó đâu có hợp lý đâu cho dù là có chiến tranh đi nữa thì người thân các bạn đó cũng chỉ là một người bình thường mà thôi thì nếu như mà để cho những cái luật này đó trở thành sự thật thì nó sẽ càng lớn tới nhưng mà bây giờ đã ra sự thật rồi các bạn à, thôi chỉ chia sẻ đây các bạn hiểu những gì đã xảy ra ở châu âu cuối tuần này mà thôi và tại sao ở trên twitter có nhiều sự tranh luận và điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là sentiment đã xếp hạng blockchain theo sự kiện GitHub các bạn thì trên GitHub là nơi mà các bạn có thể chia sẻ những cái mã nguồn mà các bạn muốn update thì nó cũng không có đại diện cho tất cả nó chỉ đại diện cho là một dự án nào mà vẫn có người đang góp sức để mà gây dựng mà thôi thì dựa theo sentiment đó, thì Chainlink đã đứng đầu bảng các bạn Chainlink tổng cộng là có 451.23 sự kiện GitHub trong vòng 30 ngày qua Chúng ta có Cardano đứng thứ nhì là 444 sự kiện ghi thấp trong vòng 30 ngày qua và chúng ta thấy Stardust đây là cái mà mình thường cảm thấy là bất ngờ hơn. Stardust thì đứng hạng thứ ba trong vòng 30 ngày qua có 434 sự kiện ghi thấp và kế đó là Optimism rồi chúng ta có Hedera, Hashrap, Polkadot, Kusama, ICP, Ethereum và cuối cùng là Cosmo các bạn. Đây là 10 dự án mà có nhiều sự kiện kết hợp dựa theo sentiment trong vòng 30 ngày qua. Thì nó đương nhiên không đại diện cho tất cả nhưng mà nó cũng đại diện cho là đây những cái dự án mà vẫn có người đang hoạt động để mà phát triển hiện tại. Và riêng về Cardano đó thì uh, Cardano Blockchain Insight cho thấy đã có cái sự tăng trưởng nhanh về uh, Bluetooth Strip đó các bạn. Đây là những cái hợp đồng thông minh, cái ngôn ngữ mà dùng để mà tạo hợp đồng thông minh trên Cardano kể từ đầu năm nay và đã tăng 170% các bạn. Điều này có nghĩa là gần gần 500 hợp đồng thông minh đã được thêm vào mạng lưới Cardano mỗi ngày và tổng số hiện tại đã lên tới là 39.000 hợp đồng thông minh ở trên mạng lưới của Cardano là một cái sự tăng trưởng cũng rất là đáng kể và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong bài video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này nhưng mà nào muốn tìm hiểu như ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy như ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binance, Alinex và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn